Trong buổi tập cuối cùng của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, huấn luyện viên Mai Đức Chung chú trọng tới các tình huống tấn công và dứt điểm, bởi chúng ta buộc phải tấn công và ghi bàn trước đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa. Cả đội cũng đã họp và phân tích băng hình để nắm bắt điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ. Đội tuyển nữ Việt Nam có đầy đủ 23 cầu thủ cho trận đấu quan trọng này và có khoảng thời gian 3 ngày quý giá để hồi phục thể lực. Trong khi đó, đội tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa đang gặp khó khăn về lực lượng do một số trụ cột bị nhiễm Covid-19. Phải tới trưa nay, khi đăng ký đội hình, đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa mới công bố danh sách có bao nhiêu cầu thủ có đủ điều kiện ra sân thi đấu và bao nhiêu cầu thủ bị nhiễm bệnh. Trận đấu quyết định tấm vé dự World Cup này sẽ diễn ra vào lúc 14:30 chiều ngày hôm nay và được Đài Truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6. Kính mời quý vị chú ý đón xem. Vâng, như đã từng đề cập thì vào chiều ngày hôm nay, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam của chúng ta sẽ đứng trước cơ hội lịch sử để lần đầu tiên tham dự vào World Cup bóng đá nữ năm 2023. Và nhân dịp này thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với huấn luyện viên Mai Đức Chung, người cũng đã từng dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam của chúng ta lần đầu tiên giành huy chương vàng SEA Games vào năm 2023 khi sự kiện thể thao lớn nhất của khu vực Đông Nam Á được diễn ra trên sân nhà. Bây giờ tôi vẫn còn cái cảm xúc khi mà đội tuyển bóng đá nữ chúng ta vô địch SEA Games năm 2003. Lần đầu tiên mà đất nước Việt Nam chúng ta tổ chức SEA Games sau bao nhiêu năm rồi hòa nhập khu vực Đông Nam Á. Đấy là một cái là nó như là một sự kiện lịch sử. Cái không khí hào hứng, của khán giả và cổ động viên, tức là tất cả khán đài tôi thấy cái màu cờ đỏ sao vàng. Thế và trên chỗ ghế danh dự thì là có Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Khiêm, Phó Chủ tịch nước và Trương Mỹ Hoa. Đấy, phải nói là cái động viên chúng tôi rất là nhiều. Tôi vẫn nhớ hình dung là những cái bàn thắng quả thứ nhất của Văn Thị Thanh. Chúng ta phối hợp giữa Minh Nguyệt và Văn Thị Thanh, phối hợp của phạt góc thì là truyền ra thì Văn Thị Thanh chạy vào, sút chân phải rất là căng. Đấy, vào chéo góc, đấy là quả thứ nhất. Sau đó đội bạn gỡ hòa một đều. Nhưng mà trong thâm tâm lúc ấy bây giờ tôi rất bình tĩnh, tôi bảo nhất định sẽ giành được thắng lợi. Thế thì có một quả nữa là phối hợp giữa biên phải, chúng ta có bóng ở biên phải thì truyền bóng lên vào cho Mai Lan. Mai Lan đặt lòng ăn ngay. Chung kết lúc đó với Myanmar ấy, thì là vé không còn bán. Thế và khán giả xô nhau đẩy cửa. Thế và tôi cũng được biết là lúc ấy là vỡ cửa, từ trên khán đài, bốn khán đài chật cứng người. Thế lúc ấy là lại làm càng cho đội tuyển bóng đá nữ chúng tôi hưng phấn rất là cao.